tâm thành phố Long Xuyên. Đây là thị trấn Núi Sập. Như đi ngang chợ Núi Sập. Trung tâm thành phố Long Xuyên.
trước đó là cái nhà thờ Long Xuyên. Vô chợ Long Xuyên chạy ra phía sau. Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cải, nơi những sớm mai nằm nghe nắng giòn trên mái.
ở đó có những lũ sen. Giờ này dẹp chợ hết trơn. Này bến đò Ô Môi. Ở đây là chợ Long Xuyên. Này là chợ lớn ở Long Xuyên. Chiều rồi cũng vắng. Dầu. Cái cây dầu. Dầu nhãn. Chợ Long Xuyên nè. Sầu riêng là rau nhãn trôm trôm xưa bên khu vườn cải, nơi những sớm mai nằm nghe nắng gió.